Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe đua VKF SVR C901, một chiếc xe rất là cao cấp của dòng VKF. Đấy, khung carbon, bộ chuyển động 105, full group 105. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Xe sơn nguyên bản, chiếc xe còn rất là mới, các bác nhìn nước sơn của chiếc xe rất là bóng đẹp. VKF là một thương hiệu xe của Ý các bác nhé. Đồ 105 thì các bác chơi xe thì đồ 105 nó cũng là cái đồ rất là cao cấp của Shimano. Vành ram bánh 700C, hay ô bi vòng, và bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 47 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 50 cm. Và chiếc xe sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m63-64 đến 1m73-74 là phù hợp. Nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Trang bị bộ lip 11 tầng, từ 2 tầng đĩa có 22 tốc độ. Chuyển động của chiếc xe các bác xem trên video thì thấy là còn rất là mượt mà, êm ái. Và chiếc xe đang có giá bán bên em là 16,9 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, cộng ấn chuông để có được những cái thông báo về những chiếc xe mới mà em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.